như phòng kinh tế anh Tiến vậy, anh Tiến trình bày về cái status của cái sân khấu văn nghệ. Okay. Vâng, thì thưa quý vị, xin được trình bày về kết quả của cái vấn đề kêu gọi các ca sĩ, nhạc sĩ, MC cho chương trình Hát Hội. Xin phép đọc qua danh sách ca sĩ mà đã nhận lời, nhất là Thúy Vi, Ngọc Minh, Ngọc Đan Thanh, Bùi Thiện, Kim Nhung, Đoàn Phi, Dương Hồng Quế, Trần Thanh Lan, Mai Lệ Huyền, Công Thành Linh, Vũ Anh, Như Mai, Vi Lan, Ngọc Thúy, Thanh Thủy, Đặng Thế Luân, Kỳ Anh, Thanh Nguyên, Phương Lan, Triệu Hương, Philip Huy, VMC, Kenny Thái, Tuấn Khải, Mỹ Lan, Tôn Huyền Vũ, Trần Thiện Anh Trí, Tuấn Châu, Nguyễn Cao Nam Chân, Thúy Hoa, Nguyễn Tiên Dũng. Còn lại mấy người khác thì đang chờ một ngày nữa sẽ trở lại 4 người. Danh sách MC thì phải có 9 MC, như là Minh Phượng, Nam Lộc, Diệp Quyên, Đỗ Tân Khoa, Hồng Vân, Huyền Diễm, Đại Dương, Đỗ Thanh và Chu Tất Tiến. Danh sách là nhạc sĩ thì có 2 nhạc sĩ sẽ chơi vào lúc, nếu mà có thể chơi bắt đầu 10 giờ thì quá tốt, được không thì 11 giờ là phải bắt đầu chương trình văn nghệ, tại vì nhiều ca sĩ quá không hát không kịp. Thì 10 cứ cho là 10 giờ đấy hả? 10 giờ cho đến 12 giờ là nhạc sĩ Duy Khương sẽ thầu vấn đề này. Từ 12 giờ 1 giờ cho tới 3 giờ thì nhạc sĩ Nghĩa Sữa sẽ thầu vấn đề này. Thế còn tôi đang gặp khó khăn cái từ 3 giờ đến 5 giờ thì có một ban nhạc đã nhận lời và hôm nay lại rút lui. Tôi sẽ liên lạc trong vòng vài nữa để kiếm một nhạc sĩ thứ ba để hôm nay để chơi được 14 đồng tiếng ủng hộ được. Còn các ban hợp ca đó thì chúng ta đã biết là có ban hợp ca, có Tù Ca Xuân Điềm, có Lộ Tình Nghệ Sĩ, Đoàn Nữ Nghệ Lạc Hồng, nhóm Y Dược Sài Gòn, nhóm Quỳnh Hoa, không biết là hôm nãy nói là sao, Quỳnh Hoa không là Quỳnh Hoa Bẩn là rút tên hả? Quỳnh Hoa Bẩn, nghe nói Hoa Bẩn, Quỳnh Hoa Bẩn. Rồi Vũ Đoàn Đình Luân gì đó cũng không có tham gia, không luôn, không tham gia luôn. Ok, như vậy sẽ có có 4 nhóm hợp ca, tức là Tù Ca Xuân Điềm, Cơ Hội Tình Nghệ Sĩ, Đồng Nghệ Lạc Hồng và nhóm các bác sĩ dược sĩ Y Dược Sài Gòn. Đó là tổng kết cái số mà ca sĩ, nhạc sĩ cũng như là MC. Với thành phần MC hùng hậu này tôi nghĩ là mình làm gì cũng được hết. Tôi vừa rồi có một cái xe là muốn bán đấu giá, tôi nghĩ là sẽ bán được, nhưng mà nếu mà anh bạn có một cái điều kiện đấu giá trước thì cũng rất là thích hợp. Thứ hai nữa, bây giờ chúng tôi có một cái số điều kiện mà xin quý vị đã cung cấp cho chúng tôi. Thứ nhất là ban có một cái parking site riêng cho ca sĩ, chỉ đường đi vô chỗ nào hai ba cái parking site để cho người ta biết, để khỏi và đi tìm mất thì giờ. Mà thứ hai là xin cái lều ca sĩ ngồi, lều với ghế khoảng chừng 50 cái ghế, lều với ca sĩ. Và điều nữa là cái sân khấu này tôi không hiểu là sân khấu vậy, vị trí làm nó có cái mái không? Dạ vâng, có cái mái không? Trước khi mà đi càng sâu hơn nữa, chú Tiến nghe cho cháu Ngân đây chút xíu là bởi vì bác Ngân bác cần phải về vùng mãi vì một sai rồi. À vâng. Thì quý vị này cần phải xin mời bác Ngân với tư cách là cố vấn thì bác có thể cho cái tổ chức của mình hay là cho những cái lời cố vấn này. Trước tiên là chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi không tham dự các phiên họp về trước. Thường xuyên bị thật sự cái vai trò của liên ban nó nhiều việc lắm, nhiều khi suốt ngày ở dưới này mà giờ này mà tôi mò ở đây. Đây là một cái công tác cứu trợ, nó thể hiện cái tinh thần tương thân tương trợ lẫn nhau, và nhất là thể hiện cái tinh thần trả ơn cho đất nước Mỹ. Đất nước đã cứu mang chúng ta, và cứu mang bởi cái lý lịch của chúng ta là người Việt tị nạn cộng sản, đừng bao giờ quên cái lý lịch đó. Chính vì điều đó, mặc dù trong cuộc tổ chức đi bộ này chúng ta cần rất nhiều tổ chức hỗ trợ và cần rất nhiều những sự tài trợ của đồng hương. Đồng hương đây tôi nói là đồng hương tị nạn cộng sản. Chúng ta cẩn thận trong vấn đề đặt giả sử một cái cơ quan làm tiền của chế độ cộng sản nằm ở hải ngoại chẳng hạn, cho chúng ta 100-200 ngàn, chúng ta nhận được. Từ đó điều đó là tôi lên tiếng để cái gì cần phải. Và về nhân sự thì chúng ta cũng cần rất nhiều người
để mà hợp tác với chúng ta làm việc này. Nhưng không có nghĩa là nhớ hết, ai cũng nhớ vô. Chúng ta cẩn thận. Những người có giới tích liên quan tới chế độ Cộng sản, những người bị cộng đồng lên án, không, không. Những điều đó tôi nêu lên, không biết có phải là méo mó nghề nghiệp không, vì tôi là lúc nào cũng chống cộng hết, thành ra có méo mó không, nhưng mà tôi vẫn phải nêu để quý vị cảnh giác, để quý vị cảnh giác, tránh điều đó. Nhất là trên lĩnh vực ca sĩ, những ca sĩ nào đã bị cộng đồng lên án không nên cho tham gia vào cái này. Đó là tôi lên tiếng để mà cảnh giác thôi. Từ tổ chức nào làm tiền, có tiền bạc nhiều cho 100-200 ngàn chúng ta nhận, nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng sau lưng họ là ai. Đó. Cái thứ ba, những nhân sự nào mà chúng đã từng bị cộng đồng lên án, vân vân, thì chúng ta cẩn thận. Và trước khi về thì chúng tôi rất cảm ơn ban tổ chức. Và chúng tôi hứa bữa đó chúng tôi sẽ kêu gọi lên đài, kêu gọi là tôi sẽ đi bộ để kêu gọi người bảo trợ, mặc dù già 82 tuổi rồi. Trước khi đi về, xin ban tổ chức cẩn thận trong việc đó. Chúng ta lúc nào cũng giữ cái làn ranh quốc cộng một cách rõ ràng, không để Cộng sản xâm nhập. Xin cảm ơn. Bắt tay. Tôi xin thay mặt cho cái ban tổ chức là rất là cảm ơn cái ý kiến của bác Nhân, tại vì bác là những người học tập cộng đồng. Cái điều đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất là quan tâm, nhưng mà đôi khi tại vì chúng tôi còn trẻ, nhiều khi mình cũng có một cái kiến thức, cho nên đó là lý do cần cái ban cố vấn như chưa chú Nhân là thấy cái phần 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 nào mà không được, nhờ chú thông báo này. Bác mới nói tới cái vấn đề đó thì cho nói tới là liên hợp cựu chiến sĩ liền, có chuyện gì là liên hợp cựu chiến sĩ đưa ra quay như giấy liền. Liên hợp cựu chiến sĩ thì mấy lần họp trước thì anh Ngưu đã đi họp rồi, ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi họp, thì tại vì cái bên liên hội thì cũng rất bận rộn cho cái ngày giỗ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thành ra tất cả những cái gì đương nhiên liên hội là support 100%. Hơn nữa là có đầy nhân sự, nếu như quý vị cần cái gì thì cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ ủng hộ. Chắc chắn về vấn đề mà tập tư ngày hôm đó thì được rồi, tôi xin biết thì tôi kẹp được rồi, cái ngày đó thì không. Nhưng mà rồi thì em tính là nói với các bệnh nhân là mình sẽ donate to American Red Cross. Nhưng mà cuối tháng này là ngày đóng sổ của tụi em ở bên đó. Thì không biết được bao nhiêu tiền chứ cũng được cũng ra 14 ngàn. Nhưng mà rồi bây giờ thì nghe anh Chí nói là có thể nên nhập lại với nhau để mình đưa cho những người nạn nhân thì có thể là mình nếu mà đang bắt được thì càng tốt. Nhưng mà hàng qua American Red Cross thì khi nó mất thì 20-30% cái tiền overhead. Nếu mà mình đi direct được tới nạn nhân thì càng tốt. Ở đâu cũng được hết, miễn sao mình tới tay nạn nhân là tụi em ok. Doesn't matter qua American Red Cross hay là qua các anh chị ở đây thì em ok. Nhưng đồng thời thì anh chỉ cái đó là cái cần một cái trạm y tế, thì em cũng sẽ gửi một y sĩ vào bên đá để nó cả ngày, để có trạm y tế, có nước nôi, có thuốc men, Tylenol, nhức đầu vậy đó, rồi hay là cần một cháu sẽ có chuyện nước biển này, nếu mà cần gấp thì cái chuyện nước biển được. Nếu mình nào đi hay quý quá hay là đi mà mất nước quá xỉu thì mình lại có chỗ này để mà mình nghỉ mát tới chuyện nước biển nếu mà cần. Dạ vâng. Dạ. Rất là quý. Dạ. Dạ vâng, có lẽ là mình sơ ý, mình cứ nói bão lụt thì mình mà cover. Nhưng mà có một điều mà chú muốn đưa ra ngày hôm nay nữa là quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta tổ chức đầu tiên là Harvey, sau đó là Irma nó xảy tới, bây giờ Puerto Rico nó cũng là một cái lớn nữa mà chưa ai đụng gì tới Puerto Rico hết. Bây giờ liệu mình có thể
mình nhập vào để mình làm những điều đó, chia sẻ ra không, hay là ngưng tại đó mà thôi. Thì bây giờ chưa ra chương trình. Tôi xin có câu hỏi này, tại vì tôi bị người ta hỏi nên giờ tôi không hỏi lại quan trọng nhất. Trong tôi đang giữ hai cái sách, một cái sách 1.000 đồng, mà người ta hỏi tôi vậy chứ, quý vị làm cứu trợ này rồi, đưa tiền cho quý vị rồi quý vị đưa cho ai, quý vị làm sao để chuyển cái tiền này tới đồng bào? Phi ba. Tôi không có cái câu trả lời. Đưa cho ai đây? Anh chị thì mình không có. Thực ra ban tổ chức có cân nhắc tới cái này, nhưng mà chưa có cái quyết định đưa đồng. Thì cái plan á là nếu mà vài chục ngàn thôi thì gas gửi cho ai cho rồi đi, ok. Nếu mà cái plan vài 300 ngàn đó, maybe mình có phái đoàn qua chỗ nào đó để gửi trực tiếp, lúc đó ban tổ chức sẽ quyết định đi như thế nào, chỗ nào, tổ chức nào để đưa cái đó, lúc đó ban tổ chức sẽ ngồi lại quyết định thì tùy mình, theo cái lúc đó. Tôi thấy là mình nên quyết định bây giờ. Đúng. Trước khi mà mình ra mình nói người ta, tại vì khi mà ra ngày đi bộ đó người ta sẽ gặp hết những người có cái bát nè, ta nên cái sách tôi viết là tới đây rồi mấy anh đem cái này đi đâu, mấy anh đưa cho ai. Thành ra khi mà tôi không có câu trả lời, hiện giờ tôi đang giữ hai cái sách là viết cho American Red Cross. Cái vấn đề là cái khó khăn là như thế này nè. Người ta nghĩ tới American Red Cross không thập tự. Nhưng mà ai cũng có cái dị ứng Red Cross là mỗi level nó lấy 15-20% tiền thành trăm. County nó lấy một đoạn, đến DC lấy một đoạn, nó về tới nơi kia, nó là một đoạn khác. Đó là một vấn đề. Mà mình nói là không đưa American Red Cross, người ta dị ứng, nó là cái gì? Chứ tại mình không có nên nói xấu người ta mà mình không biết nó là cái gì. Nào, bây giờ nó có cái One American Appeal gì đó, một cái cũng có thể gửi trực tiếp cho thành phố Houston hay thành phố Florida, chắc là mình có nhiều option khác mình làm. Nhưng mà cái mà ban tổ chức đã quyết định từ đầu là không có muốn đó, là không có muốn đưa trực tiếp cho cộng đồng Việt Nam nào đó, tại vì mình muốn làm tất cả nước Mỹ. Thành ra mình không có, đừng có để người ta có cái ý là ồ đưa đến cộng đồng Việt Nam thì cái nhà thờ của chủ Việt Nam, mình không có làm ở đó, mình đưa chung thôi. Nhưng mà chung chỗ nào thì mình chưa có biết được, mà mình keep it open, keep nó mập mờ. Mà không phải là mập mờ là để làm cái gì, mập mờ chỉ có cái là để mình lúc đó mình có quyết định lại. Tại vì mình không biết kết quả nó sẽ đi ra, mình sẽ được 20 ngàn, được 200 ngàn hay được 500 ngàn, mình không có biết được. Xin có ý kiến là tôi mới đọc một cái báo cáo của đài SPTN. Hôm vừa rồi họ thu được hơn 400 ngàn. Và bây giờ là họ gửi thẳng cho cái tổ chức ở bên ông thị trưởng Houston, ông tổ chức. Cái quỹ đó rõ ràng là Houston do ông thị trưởng, ông đứng ông làm. Cái số tiền thì cái đó thẳng là nhận có lục. Mà tôi không có refer tới Resort tại vì như tôi chưa lên nói, nó chẳng mất 20%. Ví dụ 400 ngàn là 20%, có 80 ngàn mà. Đúng rồi, ra, mà không gửi cho họ cũng được. Nhưng mà thành ra thứ hai nữa là vấn đề, đây là vấn đề tổ chức cộng đồng. Nếu quý vị tin chúng tôi, quý vị bỏ tiền thì chúng tôi, quý vị tin chúng tôi. Thế còn nếu quý vị không tin thì nó nói nào quý vị không tin hết trơn. Không, mình sẽ trình bày cho mình chị chỉ đề nghị cái là bên chúng tôi có một cái quỹ rõ ràng như vậy. Và SPN họ đã đưa thẳng cho cái quỹ đó, mở thị trường nó nhận ra mà. Ok, tại sao bây giờ mình không có nói? Ok, nếu mà cái số tiền, ví dụ mình tới 50 ngàn thì nó sẽ đi đây. Nếu mà trên 100 ngàn thì mình sẽ chia 2, chia 3. Ví dụ như một nửa, một phần đi tới Harvey, một phần tới. Thì như vậy á, thì cái khi mà mình approach được cái đó thì mình sẽ đi theo cái đó. Và không có ai hỏi nữa. Thì mình nói tùy theo cái số tiền tụi tôi định, nếu mà ít quá thì tụi tôi sẽ gửi thẳng tới một chỗ này. Mà bây giờ nếu mà tụi tôi mà hy vọng thì tôi lên thí dụ như được 200 ngàn thì tôi sẽ chia ra làm 3, thí dụ vậy đó. Dạ. Thì như vậy á thì người ta kêu vậy thì mình nên chia ra làm 3 để cho mình vừa 20. So bây giờ mọi người có thể có ý là mình nên quyết định cái phương pháp gửi bây giờ hay là chờ lúc đó quyết định. Mọi người, I guess đây là trong ban tổ chức, ban điều hành hết, mọi người nghĩ như thế nào? Thật sự là cái điều mà quan tâm của chị Ngọc là cái điều quan tâm của anh điều đó của mình từ xưa này, không phải là mình chỉ làm là làm thôi, mình biết. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên ở đây đó là mình phải làm lên cái tổ chức đã, cái tổ chức của mình nó đẩy mạnh cho tới ngày phút này đó thì mình biết rằng là cái tổ chức của mình nó đang đi rồi. Thì lúc bây giờ mình bỏ, mình dồn sức vào để mình lo những cái chuyện kia. Nhưng trong đầu của tụi này đó là tụi này nói y chang như là cái chương trình mà đưa tới trong thị trường. Lý do tại sao ngay cả ông Hoàng Kiều ông cho 5 triệu, ông cũng đưa cho ông thị trưởng đó. Thành thử ra cái đó là cái đường người ta đi, và bây giờ chúng ta cũng biết là SBTN cũng cái đường đó. Mình đã nhắm con đường đó rồi.
con đường đó là con đường duy nhất của mình, nhưng mà bên đó, bên cạnh đó mình đang là kiếm coi có những con đường nào khác hơn mà tốt hơn nữa không? Bây giờ nếu như mà mình đã nhắm cái đường đó thì tại sao mình không cứ là ngao xin? Tại vì người ta cái chuyện cộng đồng bây giờ nó nhí nhố lắm. Nó chưa quyết định xong thì làm sao ngao xin được. Bây giờ tối nay mình quyết định xong rồi, khi đó mình và anh nào xong cho người, mọi người biết. Thế nên bây giờ tối nay là tổ chúng ta mà discussing cái chuyện mà bằng cách nào để gửi tiền. Theo tôi biết á, là và như luật sư Lân nói đó, restaurant nó họ ăn ít nhất là 20%. Chúng ta mất hết 100,000 chúng mất tiêu 20,000 rồi. Ok, Salvation Army đó, họ cũng nhận cái tiền đó. À, và họ cũng cất đi 10%. Đó, chi phí đó, chỉ có một cái, nếu mà chúng ta có bạo lụt đó, thì đưa cho thẳng cho FEMA là của chính phủ, thì chính phủ muốn chia cho ai bao nhiêu đó, thì mình cứ đề nghị cho FEMA là phải cho Tucson bao nhiêu, cho ở bên là bên mấy cái tiểu bang gì đó, Florida bao nhiêu tiền thì mình ghi cho FEMA để FEMA họ đưa, như vậy là FEMA họ nhận tiền đó, thì họ không có bắt nhưng như mà FEMA nhiều người gì ở cái tiền chính phủ là lúc nào cũng hoang phí, lúc nào cũng ấy, tới nhiều người trên thành phần họ không tin tưởng chính phủ, nó rất khó khăn là như vậy. Và nếu mà một cái tay mà gửi cho Houston luôn đó thì nó khó khăn cái là mình trả lời như nào với người ở Florida. Rồi sắp tới mình trả lời như thế nào với mấy người ở Puerto Rico? Mà nếu mình không làm như vậy đó, mình phải nói người đóng góp. Tôi thấy Florida bị nặng hơn, tôi thấy tôi chỗ chỉ, kia bị cần thiết hơn. Có một cái quan tâm là bởi vì tôi rút kinh nghiệm từ chị Thanh Hoàng. Ví dụ như bây giờ mình nói mình cho một cái tổ chức nào ở đâu đó, người ta nói bây giờ tôi viết sách, tôi không viết cái gì, tôi viết thẳng qua đó được không? Mình nói không, viết cho tụi tôi hả? Mai mốt cái thằng anh Hoàng đã bị rồi, nói sách tôi viết trong này tại sao cá trước cá sau rồi gì nó làm đủ chuyện hết. Mình nên có rõ ràng một cái chỗ mình đưa cho ai, mình nói rõ ràng đưa cho tụi tôi sẽ có người đi qua đó, hay là sao mình nói cho người ta biết, rồi tùy người ta tin mình thì ta cho anh đóng cái đó chứ mình làm sao vậy. Tôi kinh nghiệm là bởi vì trong dạo hồi chúng tôi cũng phát động kiếm gọi để đi bảo hỗ trợ cho bên Houston, mời họ cũng qua cái cũng gì cả, cũng bàn thảo về vấn đề này, thì có nhiều người tình nguyện như là cả nên đi và bỏ tiền túi đó, chứ không phải là lấy cái tiền thâu được mà để đi máy bay hay là đi xe, để đi quá thẳng ở bên Houston, đi quá thẳng luôn. Thì ở bên đó người ta có một cái tổ chức mà vừa rồi anh Lân nói là trưởng đó là cái đó là cái điều mà từ ngày đi thẳng là mình sẽ làm cái chuyện là tốt nhất. Mà khi mình làm một số tiền cũng phải là nhỏ, tôi thấy của giáo hội như một bữa cơm chay không là cũng là kiếm lên cả 60-70 ngàn, chưa nói là các cái tổ chức của giáo hội đóng góp. Cha của mình gia đình Phật tử chúng tôi cũng là quyên góp tất cả là 84 cái đơn vị ở trong cái Hoa Kỳ này, thành ra cùng số tiền cũng lớn lắm. Cái vùng Nam tôi đi 17 đơn vị gia đình Phật tử cũng đi xuống luôn rồi. Thế nhưng số tiền cũng phải là nhỏ, mà cứ phải đoàn đi trực tiếp. Đó là cái điều mà trả lời tại rất chức quan tổ chức của mình mong là được như vậy, có một cái số tiền lớn. Để rồi ngày hôm đó là mình sẽ tuyên bố ngay tại đó và mình sẽ có cái ban của mình đi qua bên đó. Dĩ nhiên ai đi qua thì welcome, mình đi qua mình để mình trao đàng hoàng và mình phải có cái chứng nhận để về cho tất cả mọi người nhìn thấy rằng mình làm very transparency, là không có cái gì là ấy hết. Cho nên là tất cả ai mà đi được là welcome trong cái số phái đoàn đó, mình sang đó để mình trao tiền. Dạ vâng, để tiếp lời anh Trí thế này thì cũng cái vấn đề mà chị Ngọc đưa ra cũng là chính đáng, tại vì khi người ta ký tiền đó, cộng đồng cũng xảy ra cái vấn đề, có nhiều chuyện nó xảy ra rồi, cho nên mình phải rõ ràng. Thì thế này, thì bây giờ trong khi chờ đợi mình á, tại vì có một số người, ngay cả cộng đồng là không, chúng tôi có một số người nói là ô, tôi ký dụ như 200, tôi cho một chỗ này 100, chỗ kia 100 như này vậy. Nhưng mà chúng tôi nói là ok, để xin phép cho chúng tôi được làm. Nhưng mà bây giờ mình đã có một cái địa điểm chính thức của Houston, mình cứ nói là chúng tôi sẽ gửi về trong thị trường để họ có một cái đó rồi, cho Houston. Còn cái vấn đề thứ hai, nếu mà chúng tôi có nhiều tiền nữa chúng tôi sẽ gửi về Florida, nhưng mà ít nhất mình bảo trả lời người ta được là chúng tôi có một cái điều, một cái câu đó đúng như vậy, một cái câu đó chúng tôi sẽ gửi về cái bảo tàng của Houston. Mình nói ví dụ như nếu được 50,000 thì tôi sẽ gửi hết cho cái ông đó. Dạ, vâng. Còn cái 50,000 tôi sẽ chia qua chỗ khác. Tuy nhiên, cái đó ok, cho tôi một cái câu hỏi rất là ngắn thôi. Tuy nhiên
tới giờ phút này chúng tôi đã có cái cao mà quý vị gửi vào cứu trợ bão luật hoặc là American Fund Relief, thì quý vị những cái tiền đó sau khi mà chúng tôi tổng kết lại thông báo tất cả cộng đồng biết là cái check bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ hiệu tranh, chúng tôi sẽ bay qua bên kia với chúng tôi gửi đàng hoàng, tức là rõ ràng mình thông báo báo chí là ví dụ chúng tôi được thu góp được ví dụ 300.000 thì chúng tôi gửi hiệu tranh 200.000 đây, cái check 200.000 với quý vị này, 100.000 gửi về cái quỹ nào của Florida chúng tôi sẽ gửi, và tới nơi kia chúng tôi cũng chụp hình rõ ràng, chúng tôi trao tận tay công ty trưởng như vậy, và những cái tiền anh em chúng tôi đi qua là tiền túi của chúng tôi, mình nói lại cho người ta cảm thấy yên tâm, tại vì nó ra có những cái sự xảy ra mình từ nói rồi cho nên mình ra, dạ vâng, thì như vậy có thể là chị Ngọc nếu mà từ giờ tới đi chị có thể mình cũng quyết định ngày hôm nay đi, mình sẽ chọn, tại vì tức là tới những cái quỹ kia người ta đã gửi ông đó rồi, SPDN cũng đã gửi tới nơi rồi, thì mình cũng đã có cái địa chỉ như vậy, cho nên tôi nghĩ là nên quyết định hôm nay là mình chọn. Mình quyết định là một chuyện, nhưng mà vấn đề là mình gửi Houston, nhưng mà còn cái vùng phụ cận xung quanh Hồng Kông giúp hình sao? Không, thì mình làm cái gì? Houston đó chỉ là quỹ đó, cái quỹ đó chỉ chung hết tất cả, chung hết tất cả, nhớ chọn nạn nhân bỏ lộ chết sống của hai chúng ta nên để, tại vì chúng ta kêu gọi đóng góp cho gì? Cho Harvey và Omar, chúng ta không thể nào đẩy hết sang cho Harvey được. Bởi vì đẩy tại sao trong thị trường kia dĩ nhiên ông đâu có chia cho bên Omar đâu. Dạ không, cái ý chúng muốn nói thế này, ví dụ như mình có chừng 100.000 dĩ nhiên là mình có thể chia mà mình vẫn chia. Có lẽ là Houston cái vùng mà Harvey nó nhiều hơn cái hệ vậy đúng này không? Luôn luôn có hai cái quỹ của mình phải đưa ra chứ không có thể một cái được. Ít hay nhiều chúng ta vẫn có phải hai cái. Ok, nếu mà như vậy để đỡ gì chúng ta nghĩ là bây giờ mình nói 1/3 Houston, Texas, 1/3 Florida, 1/3 Puerto Rico được không? Bao nhiêu tiền mình cũng gửi cho 50.000 chia 3 như vậy, 100.000 chia 3 như vậy, 200.000 chia 3 như vậy. Đáng quen mình khâu với tất cả mọi người. Tại vì really Puerto Rico nó rất là bị nặng mà nó không được trợ giúp nhiều. Bây giờ ai nước Mỹ này cứ coi như con rơi vậy á. Nó con rơi là người ta đáp xong thay. Nhiều lúc mình cần họ, mình giúp họ nhiều hơn. Mà bây giờ mình không thể nào làm cái này xong mình làm lơ mấy cái kia cũng hơi khó khăn cho mình. So mọi người nếu mà được, nếu mà nên xin mọi người cứ nói là chỉ làm ba đi, không có biết cái có cái bảo sao. Chúng ta đó ghi trong đó đó nạn nhân bạo lực. Có nghĩa là chỗ nào có bạo lực chúng ta giúp. Nên Puerto Rico đó cũng bạo lực, Florida và Texas cũng vậy. Thì tôi cũng đồng ý với là luật sư Lân, chúng ta đã thi hành là cái cứu trợ bạo lực, thì chúng ta phải cho những người bạo lực, chứ không thể ông này là bạo lực, cái ông kia bạo lực kia là không có. Tôi có đứa con tôi hiện tại ở là Puerto Rico, nó gọi cho tôi, nó làm cái nhà hàng bên đó. Rồi bên đó quý vị thấy không? Puerto Rico đó nó khổ một cái đấy, giờ nước không có uống, thức ăn không có, restaurant không có, cái sân không có. Bây giờ là hoàn toàn họ là một người homeless, mà homeless á nó còn có đồ ăn, nó còn đây hoàn toàn không có gì cả. Tôi nói nếu mà ưu tiên của tôi đó, tôi nói là tôi chạy đắp mắt về cái Puerto Rico đó, đó mà không biết sao quý vị quên. Cái đó là nặng nhất. Dạ vâng. So bây giờ để mà rút ngắn cái băng tắc của mình đó, mọi người có thể đồng ý với nhau là mình chia ba, không có tính. Thank you.